chết. Cây Hiroshima ha. Super Power NX6615M 5 khúc ha, size M. Thì cây này mà đánh cá lóc mà mồi nhai hơi á, rồi mồi cá sắt đồ thì đánh ok nha. Đánh nhai thật thì nó hơi dịu. Cây này đánh cá lóc nhai hơi là bao các đem phê luôn. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Dài của các lóng này chỉ có 45 cm thôi. Cây cần nó có kèm theo một cái túi ống ha, túi gì, túi cần dạng ống. Rất là chắc chắn ha, rất là đẹp luôn. Nó có cái túi sách, có cái hoa sách. Thì cái túi ống này, cái túi đựng này nó dài là 55 cm. Cây cần chính hãng của thương hiệu Hiroshima. Cần này nó có cả cho cần máy đứng và cần máy ngang. S6615 là cần cho máy đứng, mà S6615 và C6615 là cần cho máy ngang. Cần 5 khúc, độ cứng là medium, chúng ta hay gọi là cần có độ cứng M. Nó tải mồi từ tải mồi lua từ 7 đến 20 gram. Thì với cái cây này có thể sử dụng câu ngâm, câu lăn C. Những anh em mà câu ngâm ví dụ như là trùng dế rồi thì có thể sử dụng chì từ 10 đến 30 gram. Có thể sử dụng câu lăn C bằng mồi cám ha, chùm nho 4, nho 6, nho 8. Thì tùy vào cái trọng lượng mồi các bạn và các anh em có thể cảm nhận mình sử dụng để mình ném mồi cho nó phù hợp. Tuy là cái dòng cần 5 khúc cần kiểu du lịch, nhưng cái lực tải của cây cần này nó rất là khỏe. Cây cần của thương hiệu Hiroshima, hàng chính hãng. S6615M. Thì đây là cây cần cho máy đứng. Nếu cần cho máy ngang thì chỗ đây là mã C6615. 6615, cái chiều dài của nó là 1m98 nha các anh em. Độ cứng nó chỉ có một size thôi, là độ cứng M. Tải mồi từ 7 đến 20 gram. Và đây là cái phần cán tay cầm của cây cần. Chất liệu cán này, tay cầm là chất liệu Eva. Bát máy của cây cần là bát hãng của Hiroshima. Các bạn và các anh em nhìn cái khóa bát, người ta họ trang trí và nó là cực kỳ thẩm mỹ và rất là đẹp. Khi khóa máy vào, nó không có để lộ cái phần ren của cái bát máy như những cái dòng cần khác. Đây các anh em ha, đây nhìn ví dụ như là cái bát máy của cái cây này này, khi khóa bát vào thì nó để lộ cái phần ren ra, nhìn nó không được đẹp mắt. Ví dụ như chúng ta mà đi câu
đi câu cá bằng mồi cám đó, thường thường nó hay dính trên này này đó, vệ sinh nó rất là khó. Thì với những cái dòng cần này người ta họ làm cái kho bát và nó là cực kỳ thẩm mỹ ha, rất là đẹp. Đây là cái lóng cần thứ hai từ dưới lên. Thì cái lóng này thì nó không có cái không có bố trí khoen nha các anh em, không có đi bố trí khoen. Chất liệu tất cả các lóng là chất liệu carbon. Riêng cái lóng thứ hai này thì được phủ cái lớp sơn đen, bên ngoài là được phủ keo. Phủ keo thì toàn bộ các lóng cần là được phủ keo hết nha các anh em. Chất liệu carbon sẵn qua ngay và bên ngoài thì được phủ với lớp keo, rất là sạch sẽ, rất là dễ dàng vệ sinh cây con. Dàn khoen của cây con là khoen Fuji Akonai chân ca, khoen Fuji Akonai chân ca. Với cái dòng khoen này thì phải nói là cực kỳ cứng cáp, rất là chắc chắn. Và đây là cái lóng thứ tư từ dưới lên. Cái lóng này thì cũng bố trí hai cái khoen. Đây là cái lóng đọt của cái cần. Riêng cái lóng đọt thì được bố trí bốn khoen, luôn cái khoen đầu bù trong sẵn. Đường kính đọt của cây này là 2.0 mm nha các anh em. Chiều dài cây cần là 1m98. Cái cần này, cái độ nảy thì nó là cực kỳ ok rồi. Các bạn và các anh em đánh lua có thể sử dụng câu lăng xe, có thể sử dụng câu hỗ trợ phao, rất là ok luôn. Với cây cần du lịch 5